Giang Nhẫn đến nộp bài tập. Hàng mi Mạnh Thính khẽ run lên, nhớ đến bài thơ tình kia thì cảm thấy có chút xấu hổ. Không, không cần nộp lại đâu, có làm là được rồi. Giang Nhẫn khẽ cười, cô giáo nhỏ, em nói anh làm đúng sẽ có thưởng, sẽ không lừa anh đó chứ. Trên dãy lầu dạy học yên tĩnh, chỉ có duy nhất hai người bọn họ. Cặp mắt anh đen nhánh, mang theo vô số ý cười. Mạnh Thính cắn môi, vậy anh đưa cho em xem. Giang Nhẫn đưa tờ giấy cho cô. Chữ viết của Giang Nhẫn khá ẩu tả, lại còn rất lớn nữa, rất giống với tính cách của anh. Mở đầu chính là những dòng chữ mà lần đầu tiên cô dạy anh học toán, trên đó viết các câu trả lời. Anh hoàn toàn không biết phải phiên dịch tiếng Anh như thế nào, nhưng vẫn thành thật viết từng đáp án ngay trên câu tiếng Anh. Đáp án đằng sau đó là bản thư tình được viết bằng tiếng Trung. Mạnh Thính cảm thấy lỗ tai sắp bị thiêu đốt mất rồi. Giang Nhẫn rũ mắt, em đã nói, nếu anh làm đúng thì muốn cái gì đều được hết. Đột nhiên có tiếng bước chân, trong một đêm yên tĩnh như vậy càng thêm vang vọng, chắc là giáo viên đi kiểm tra các dãy lầu học. Mạnh Thính đứng lên không dám nhìn anh, khuôn mặt nhỏ như thiêu đốt nóng không chịu được, giáo viên đến rồi, chúng ta đi trước rồi nói có được không? Giang Nhẫn khẽ cong môi, được thôi, anh đi đóng các cửa sổ lại, em thu dọn sách vở đi. Anh đóng cánh cửa sổ cuối cùng lại, sau đó đi tới cửa bên cạnh, lại đây nào. Mạnh Thính thở phào một cái, đeo cặp bước qua. Giang Nhẫn đưa tay tắt nốt chiếc đèn cuối cùng, giáo viên đã đi đến lầu 3, ánh sáng phát ra từ đèn pin trong tay vô cùng chói lóa. Trong bóng tối, Mạnh Thính lần đầu tiên cảm nhận được sự hồi hộp lo lắng. Giang Nhẫn nắm tay cô đi về hướng cầu thang bên kia, cuối cùng cũng tránh được chạm mặt với giáo viên kia. Cho đến khi đến khu vực chờ xe buýt, cơn gió buổi đêm dịu dàng phất phơ trên mặt, nhịp tim của Mạnh Thính vẫn còn đập rất nhanh. Chuyến xe buýt về nhà Mạnh Thính còn chưa đến. Anh không đưa ra yêu cầu đòi nhận thưởng nữa, trong đáy mắt mang theo ánh nhìn đặc biệt nghiêm túc, vì sao lại viết bài thơ kia? Mạnh Thính căng thẳng nắm chặt ngón tay của mình, không giấu giếm nữa, tối qua nhìn thấy anh đứng ở đó thật lâu. Cô rũ mắt nhìn mũi giày của mình, giọng nói mềm mại, anh cũng lâu rồi không được ngủ ngon giấc. Trong lòng anh vừa ngọt ngào vừa mềm mại, cuối cùng cũng nhận ra ẩn ý chua xót trong lời nói của cô. Nhìn anh, Mạnh Thính. Cô ngước mắt nhìn anh, giọng nói của anh dịu dàng nhưng trong ánh mắt lại vô cùng trịnh trọng. Sau này không được tùy tiện nói như vậy, cũng không cần em viết những thứ như vậy nữa. Anh sẽ tưởng đó là thật mất, em có biết không? Nếu như anh cho đó là thật, nhưng rồi sau đó cô không thật sự thích anh đến vậy, Giang Nhẫn sẽ không thể nào chịu được. Mạnh Thính mím môi không nói lời nào. Cô tức giận rồi đó. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô lấy hết can đảm mà viết thơ tình cho một người, hy vọng anh sẽ vui vẻ, hy vọng vào ban đêm anh sẽ được ngủ ngon giấc, không muốn anh phát bệnh nữa, không muốn anh mãi luôn thấp thỏm lo âu. Vậy mà anh còn dạy dỗ lại cô, không cho phép cô mù quáng viết như vậy nữa. Rốt cuộc anh đã xem thường chính bản thân mình bao nhiêu, lại không đặt nhiều niềm tin ở nơi cô. Cô giận lắm, chỉ ngước cặp mắt trong veo sạch sẽ nhìn anh, không nói một lời nào, cũng không đáp lại câu hỏi của anh. Giang Nhẫn cười nói, nhưng mà anh đã dịch được bài thơ ấy rồi, em đã nói đồng ý với anh một điều kiện, vậy nên ôm anh một cái, nói với anh một câu chúc ngủ ngon được không? Anh dang rộng hai cánh tay, hy vọng cô sẽ nhào vào trong lồng ngực mình. Gió đêm se lạnh, Mạnh Thính chớp mắt mấy cái, uất ức muốn chết rồi. Cô nói cho anh biết, em đâu có viết bậy. Cô ở trong chăn lặng lẽ suy nghĩ rất nhiều bài thơ bằng tiếng Anh, rồi sau đó mang theo tâm sự thiếu nữ viết nên vài câu thơ kia. Dù cho có là học bá, yêu sớm cũng không phải không có ảnh hưởng, cô cũng có chút khổ sở sầu lo việc Giang Nhẫn đột ngột bước vào cuộc sống của mình. Khi đến lớp cô cũng không nhịn được mà cười, rất muốn biết phản ứng của anh lúc đang ngồi dịch thơ. Thế nhưng khi anh đối mặt với cô thì không có sự tự tin như cô tưởng. Cô đoán là sau khi dịch xong anh ấy có lẽ chỉ vui vẻ một lát sau đó co mày trở lại. Anh còn muốn cô ôm anh nữa, cô mới không thèm ôm đâu. Giang Nhẫn nhận ra cô không được vui, Mạnh Thính. Đây là đang giận sao?